Đàn em thân thiết tiết lộ tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Thương Tín khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa. Tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, nhạc sĩ Tô Hiếu đàn em thân thiết của Thương Tín lên tiếng nói rõ tình hình hiện tại của tài tử, chia sẻ với người lao động Tô Hiếu cho biết Thương Tín đã trở lại Sài Gòn mấy tháng nay, vì không chịu nổi cuộc sống ở Phan Trang nên đam diễn viên đã quay lại thành phố Hồ Chí Minh và ngỏ ý muốn nương nhờ đàn em đàn em cho biết thương tín của hiện tại gầy gò xanh xao lắm anh ấy xin ở lại nhà tôi và tôi đã đồng ý hiện giờ thương tín đang ở nhà tôi hiếu Nam nhạc sĩ bác bỏ thông tin đàn anh sử dụng chất kích thích khiến sức khỏe đi xuống không phanh. Tô Hiếu cho rằng, thương tín hiện tại tiền ăn, tiền thuốc men không có huống gì sử dụng chất kích thích. Không thể có chuyện đó được vì ông ấy còn không có cả tiền ăn, tiền đâu mua thuốc. Nhạc sĩ Tô Hiếu thẳng thắn. Về nghi vấn thương thính bán điện thoại để tiêu xài vì làm mất điện thoại khá thường xuyên, tôi hiếu cho biết nam diễn viên biệt động Sài Gòn chỉ xài điện thoại Nokia cũ trị giá gần 200 000 đồng nên cũng loại trừ khả năng đem bán. Hiện sức khỏe của nam diễn viên khá yếu nên không làm được gì. Nói về cuộc sống tương lai, tôi hiếu cho biết có thể lo cho tài tử về chỗ ở cơm ăn nhưng không chu cấp tiền tiêu xài, vì vậy nam nhạc sĩ đang có kế hoạch tổ chức đêm nhạc để thương tín tham gia vì ông ấy hát rất hay. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cũng cho biết thương tính hiện tại vô cùng ốm yếu, tiều tụy người không khác gì bộ xương. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chia sẻ, tiều tụy lắm, tháng trước chắc cậu ấy quẩn quá nên kêu ở cửa nhà tôi, chị hai cứu em, em đang bị Covid-19. Nói thế thì ai dám mở cửa cho vô phải không? Thành ra tôi cho người mang tiền ra. Tết tôi phát tiền cho anh em nghệ sĩ kêu hoài không tra thương tín, hỏi bè bạn thì họ nói thương tín về quê hay đâu đó. Nhưng sau đó khoảng một tháng trước thì thương tín tới kêu cửa nhà tôi. Nói thật là tôi không gặp thương tín, nhưng tôi đưa bao thư 6 triệu đồng cho người làm tra đưa cho thương tín. Khi người làm vô thì nói nhìn không tra anh tín, xanh sao ốm mà đi không nổi. Nữ nghệ sĩ cho biết Thương Tín còn thê thảm hơn những gì mà khán giả thấy trên mạng xã hội. Thương Tín là tài tử vô cùng nổi tiếng trong thập niên 70, ông từng có cuộc sống như một ông hoàng, tuy nhiên đến hiện tại nam diễn viên lại vô cùng nghèo khó và rơi vào bệnh tật. Tháng 2 năm 2021 Thương Tín bị đột quỵ nhưng may mắn qua khỏi và được Trịnh Kim Chi kêu gọi ủng hộ được số tiền 400 triệu đồng. Thế nhưng sau khi nhận tiền, diễn viên biệt động Sài Gòn đang đàn tố đàn em nhậm nhàng tiền bạc, kêu gọi ủng hộ dù chưa được ông cho phép, tuy nhiên hành động này lại khiến dư luận hướng mũi trừ chỉ trích vào nam diễn viên, cho rằng ông đã vô ơn với chính người giúp đỡ mình. Bị dư luận phản ứng, thương tính trở nên im hơi lặng tiếng và quay về sinh sống với vợ ở quê suốt một thời gian dài.